nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về vị trí tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn của tỉnh, phục vụ cho sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời mong muốn cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân nghiên cứu cho ý kiến về nội dung dự thảo quy hoạch này. Theo đó, với mục tiêu tổng quát là đến năm 2025, Lâm Đồng sẽ là một tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030, sẽ là một tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, từ cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp ngân sách trung ương. Tỉnh Lâm Đồng đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc và đáng sống vào năm 2045. Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 – sẽ bao gồm các nội dung trọng tâm như huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu, kinh tế xã hội dựa trên ba trụ cột chính. Một, phát triển ngành nông nghiệp hiện đại là trung tâm sản xuất, nghiên cứu nông nghiệp thông minh, hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ tầm quốc gia và quốc tế. 2. Phát triển du lịch dịch vụ theo hướng chất lượng cao và bền vững, trong đó thành phố Đà Lạt trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa di sản, danh lam thắng cảnh tầm quốc gia và quốc tế. 3. Phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào phát triển kinh tế, đảm bảo cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại bền vững. Để nội dung quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, làm định hướng quan trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới và khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có hoạch và đầu tư cơ quan đọc quy hoạch, kính đề nghị cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân nghiên cứu tham gia ý kiến góp ý về nội dung dự thảo quy hoạch tỉnh trực tiếp tại mục lấy ý kiến hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh lâm đồng, tại cổng thông tin điện tử tỉnh lâm đồng, tại đường dẫn lâm đồng .gov.vn/gạch chéo sap/gạch chéo home .asbx và website của sở kế hoạch và đầu tư, tại đường dẫn skhdt .lâm đồng .gov.vn. Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ sở kế hoạch và đầu tư thông qua số điện thoại 0263 3829 616. Để quy hoạch đi vào thực tiễn, rất mong cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia ý kiến để Ủy ban dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, góp phần đảm bảo thời gian theo quy định.